Chị ơi, bây giờ chị ơi, làm một cô luôn. Cô dễ chưa? Gặp đâu hoàn hảo. Cái này là quảng cáo cho Thập Thông Liệt Pháp luôn đó, đây là một bản đồ đồng phục nữa kìa. Có nhạc nhảy nữa kìa. Mình là cái này là chỉ là khách hàng, cũng là nhân viên chính thức đó. Mặt phải hớn em kiểu như thầy. Cô nhảy luôn kìa, cô nhảy luôn kìa. Nhảy luôn kìa, chị nhảy giống cô kìa, sao cô nhảy luôn kìa. Nay cô được tập thể dục luôn đấy. Cái nhà vừa là vui, hồi nhà ra là sung, cô lên nhảy luôn. Ngày qua cô nhảy xấu, cô nhảy.